Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube My Vàng Channel của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ làm cái món thịt ba chỉ kho trứng cút nha. Đây thịt ba chỉ mình đã luộc sơ qua rồi nè các bạn. Đó, mình luộc sơ qua ở đây, trứng cút mình cũng luộc, mình lột ra rồi nha. Còn đây là thịt ba chỉ nha. Rồi bên đây là mình bắt một cái chảo lên, là mình nghĩ và mình chuẩn bị chiên trứng cút và chiên luôn cái thịt ba chỉ này nha các bạn. Mình cho nhiều nhiều dầu để mình chiên cái thịt nó ngon nha các bạn. Cái chảo dầu bây giờ nó cũng đã nóng rồi nè các bạn. Giờ mình cho thịt vào nha các bạn. Cho thịt vào mình chiên nha. Mình chiên sơ qua nha các bạn, mình cho nhiều dầu và mình chiên thì nó sẽ ngon nha các bạn. Rồi thịt giờ mình cũng đã chiên vàng, vậy là vừa vừa các bạn, mình không có chiên vàng quá nha, mình chiên vàng đó, nó khô quá mình kho nó không có ngon ha, mình chiên vàng vừa vừa vậy nè. Rồi bây giờ mình vớt ra nha các bạn. Mình chiên vàng vừa vừa vậy nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Làm mà rất là ngon nha các bạn. Mình chiên trứng cút rồi xong rồi mình chiên thịt luôn rồi mình kho nó mới ngon nha các bạn. Đó, giờ mình chiên trứng cút nha. Mình chiên trứng cút cho da nó phồng lên, cái da trứng cút nó phồng lên rồi mình kho nó mới ngon nha các bạn. Cái chồng trắng của trứng cút nó phồng lên á thì mình kho nó mới ngon nha. Rồi cái trứng cút mình chiên vàng vàng vậy thì mình cũng vớt ra luôn nha các bạn là được nha các bạn. Hả, mình chiên vàng vàng, mình chiên qua hết, trứng cút mình cũng chiên qua, thịt mình cũng chiên qua nha. Bây giờ mình vớt ra. Lọt cái chồng đỏ ra luôn. Giờ mình sẽ làm cái món thịt ba chỉ kho với trứng cút nha các bạn. Thì bây giờ trước tiên á, đây là hành tím với tỏi băm nha. Đây là nước 7 úp các bạn, nước 7 úp để một hồi mình kho nó rất là ngon nha. Đường cát ha. Nước mắm nha, nước màu dừa nha. Còn đây rồi bột ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đi cắt cái thịt này ra từng khúc nhỏ nhỏ nha các bạn. Đó, để mình kho nó cho nó ngon nha. Mình cắt nhỏ nhỏ khúc vừa ăn thôi nha các bạn, mình đừng cắt to quá nha. Đây ăn như bề ngang 1 cm ha, bề dài cũng 1 cm thôi hả. Sắc như vậy thì kho nó mau thấm hơn bạn, thì nó tương đương với cái trứng cút mà mình nhìn nó cũng đẹp nữa. Sắc to quá thì nó to hơn cái trứng cút nha các bạn. Rồi mình cắt xong rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ kho nha các bạn. Rồi rồi mình cho một cái nồi đất lên trên bếp, mình mở lửa cho nóng nha các bạn. Mở lửa cho nóng thì mình cho ít dầu ăn vào nha.
Dầu ăn nó nóng quá thì giờ mình sẽ cho cái tỏi với cái hành này vào nha các bạn, nó mình phi lên cho nó thơm nha. Phi chỗ này lên thơm xong rồi mình sẽ cho thịt vào mình xào lên nha các bạn. Đây mình sẽ cho cái thịt này nè, cái hành cái tỏi này nó thơm mình mới cho thịt vào nha các bạn. Mình làm như vậy á thì nó thấm vào cái thịt nó rất là ngon nha các bạn. Rồi cái tỏi với cái hành nó cũng thơm mà mình không cần đợi nó vàng đâu nha các bạn, thì mình sẽ cho thịt vào mình xào lên nha các bạn. Mình cho theo vào mình xào lên. Thịt này mình chiên trước đây nè. Mình cho thịt mình xào lên trước. Bắt đầu mình nêm nếm gia vị nha các bạn. Rồi bắt đầu mình nêm nếm gia vị vào trong đây nha các bạn. Đó, trước tiên á thì cái mình xài cái nước 7 úp á thì nó đã ngọt rồi nên mình cho ít đường thôi nha các bạn, mình đừng cho nhiều đường quá nha. Rồi mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê đường thôi nha. Rồi nửa muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Rồi mình lường nước mắm nha các bạn, thì mình khoảng chừng 2 muỗng canh nước mắm nha các bạn. Đó, nửa cái chung này nha. Đó thì cho vào nhiều quá nó mặn nha các bạn. Rồi rồi mình cứ xào cái hỗn hợp này lên cho nó thấm nha các bạn. Đó, đó. Nước mắm bắt đầu nó kẹo kẹo lại rồi nè các bạn. Đó, bây giờ mình nêm thử coi nó có vừa ăn cái nước mắm, đừng có nêm mặn quá nha các bạn. Mình nêm ngọt ngọt mặn mặn á, mình kho nó rất là ngon, còn mình nêm mặn quá nó không có ngon nha các bạn. Bây giờ mình nêm thử cái nước mắm nè. Rồi mình nêm thử nha. Rồi mình nêm cái nước mắm này coi nó có vừa ăn chưa nha các bạn. Rồi nó có mặn mặn ngọt ngọt rồi thì á, kế tiếp mình sẽ cho nước màu dừa vào nha các bạn. Đó, nước màu dừa vào kho thịt thì nó rất là ngon ha. Nửa muỗng cà phê nước màu dừa nha. Đó, cái này mình để nhỏ lửa thấm từ từ nha các bạn. Rồi kế tiếp là bạn cho trứng cút vào luôn nha. Đó, cho trứng cút chiên vào luôn. Rồi thịt nó nằm dưới nó sẽ thấm rất là ngon nha các bạn. Và rồi còn đây, đây là cái không thể thiếu, đó là cái chén nước 7 úp á nha bạn, nước ngọt 7 úp hoặc là nước ngọt 7 úp cũng được nha các bạn, mình sẽ cho vào nha. Rồi mình để đây sẽ cho cái nồi này nó sôi lên thì mình sẽ quay tiếp cho các bạn xem nha. Cái nồi thịt kho với trứng cút nó cũng sắp sôi nè bạn, khi nào mình kho nó cạn cạn nó sệt sệt xuống thì nó thấm vào thịt kho thì nó sẽ được nha các bạn. Đó, này cái này là thịt kho trứng cút á nha các bạn. Giờ nó sắp sôi rồi đây. Đúng không? Đây là trứng cút mà thịt mình chiên rồi mình kho nó rất là ngon nha các bạn.
Món này thì mình ăn với cơm trắng nha các bạn. Đó. Đó, bây giờ nó sôi rồi nè. Đó. Rồi cái nồi thịt kho trứng cút của bạn bây giờ nó cũng đã thấm rồi, thịt nó cũng đã thấm mà nó lên màu đẹp nữa bạn thấy không? Nó trứng cút nó cũng đã chuyển sang màu nâu rồi đó bạn, trứng trứng nó màu nâu vậy là nó thấm cái nước mắm với cái nước màu rồi, rồi gia vị vào các bạn. Nên nó rất là ngon ha. Đó. Nếu mà các bạn nào thích để nước chan cơm thì để nước như thế này á, giống như thịt kho tàu các bạn. Thì giờ mình chan cơm rất là ngon ha. Còn các bạn nào thích kho kẹo hơn xíu thì kho kẹo ha. Rồi thì cái món thịt kho trứng cút á, thì mình cũng đã làm như vậy thôi, đơn giản thôi. Giờ mình sẽ cho ớt vào nha các bạn. Đó. Rồi các bạn thấy ngon nè, trứng cút nó lên màu vàng rồi nè các bạn. Đó. Đó. Nó thấm rồi, thịt nó cũng đã thấm rồi nè các bạn. Thịt mình chiên lại á, mình chiên xong mình kho rất là ngon mà nhanh nữa các bạn. Đó. Nó rất là thơm luôn. Rồi cái nồi thịt kho trứng cút như vậy là được rồi nha. Bây giờ mình sẽ nhắc xuống nha các bạn, mình nhắc xuống mình tắt lửa nha. Đó. Rồi cái món thịt kho trứng cút, thịt heo kho với trứng cút mình cũng đã làm xong rồi nè. Rồi nếu các bạn thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe, một comment bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Nó mình sẽ ăn với cái dưa chua này nè, hoặc là dưa cải chua cũng được nha các bạn. Đó, rất là ngon luôn nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, một subscribe bên dưới động viên tinh thần mình làm video nha. Mình rất thích làm video luôn nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình tới đây nha.